ta cùng đến với những hình ảnh từ sân bóng Bình Minh để đón xem trận đấu tranh giải ba của giải bóng đá hạng nhì CB Cup TH Media. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ giữa Bin và Thóc, hai đội bóng đá để thua ở vòng đấu bán kết. Số 80 đó là Đức Dương và số 98 là Minh Tây. Bóng đã bắt đầu lăn và hiệp đấu đầu tiên của trận đấu giữa Bin và Thóc đã được bắt đầu. Còn mùa giải này cũng là mùa giải mà chúng ta đã chứng kiến được một cái tên cũ quen thuộc đang bắt đầu tìm đường quay trở lại, đó là Thóc. Đây là Minh Tây. Trường Béo, cơ hội để đối mặt, dứt điểm rất dễ dàng, 1-0 dành cho Bin. Bàn thắng quá dễ dàng của Trường Béo. Bàn thắng mở tỷ số của trận đấu tranh giải ba đã đến ngay từ phút đầu tiên, ngay từ những giây đầu tiên và những pha lên bóng đầu tiên. Hải Đăng đã bị loại bỏ, và với một pha bóng như vừa rồi của Trường Béo thì rất khó anh bỏ lỡ. Người đã bắt đầu pha tấn công này cho Bin đó là Minh Tây. Nụ cười rất tươi của Trường Béo sau khi lập công. Vẫn còn. Vẫn đang là các thủ thóc, dứt điểm không vào. Và bước đi không thành của Xuân Tiến. Trường Béo. Vẫn đang là các thủ áo đỏ, anh Đoàn. Đi bóng vào và dứt điểm không vào. Cú đá khá căng của anh Đoàn. Không được. Không vào. Lại thêm một cơ hội nữa vừa dành cho anh Toàn. Hàng phòng ngự của Thóc đang để lộ quá nhiều những khoảng trống. Cho đến lúc này, môn của họ đang liên tục phải làm việc đầy vất vả. Bóng vẫn thuộc về các thủ áo đỏ. Trường Béo. Đó là một cú tạt bóng rất quyết liệt với cú vào bóng vừa rồi của Hải Đăng. Trường bóng đang là Trường Béo lấy đà rất xa. Trường Béo là người có khả năng sút xa cực tốt. Đó là một cú đá ngay của Trường Béo. Ở vòng đấu bán kết và cả trận đấu tranh giải ba này không còn là lực lượng mạnh nhất. Có lẽ là họ muốn tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ chưa được ra sân để thi đấu. Không được. Trường Béo khá đúng bài, đưa bóng vào rất nguy hiểm. Đức Dương là người đá băng vào cuối cùng. Đức Dương ở phòng ba trong pha bóng đó đã cắt mặt thành công. Trường Béo rất khôn ngoan. Đức Dương không được, cú giật gót đã bị Tiến Lính bắt bài, nhưng sau đó thì Tiến Lính lại có một đường chuyền sai. Và món quà vừa rồi là quá ngon với Trường Béo. Anh đã hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 2-0 dành cho Bin. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Tiến Lính đã cắt được bóng, sau đó lại có một đường chuyền về đây bất cẩn vào đúng chân của Trường Béo. Và món quà đó với Trường Béo là quá ngon. Và Trường Béo thì không ngần ngại lấy món quà được dành tặng đến từ đối phương. Đó là tình huống lùi về và phát động dài của Trường Béo lên phía trên rất chuẩn xác. Không được. Nhật Hoàng. Tiến Linh rất nguy hiểm. Bóng vừa rồi đã lăn trên vạch vôi khung thành của Thóc, nhưng đá không đi vào lưới. Chúng ta đang được xem lại cú đá của Đức Dương. Và bóng đá lăn trên vạch vôi khung thành của Thóc. Xuân Trung. Trường Béo. Trường Béo dứt điểm. Và xử lý rất quen thuộc của Trường Béo. Luôn bẻ ngoặt bóng từ cánh trái vào để tung ra cú dứt điểm bằng chân phải sở trường. Ngọc Tuân. Hải Đăng. Xuân Tiến rất nguy hiểm. Đã có một bàn thắng dành cho Thóc, và đó là pha lập công của Văn Hoàng. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Hãy cùng xem lại bàn thắng của Thóc đã vừa có được. Và đưa bóng vào khá thuận lợi của Xuân Tiến, khi mà phòng ngự của Bin đã theo người hời hợt trong tình huống vừa rồi. Đã không có một ai theo kèm đối với Văn Hoàng trong tình huống này. Và đưa bóng vào đủ sự thuận lợi.
Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 dành cho Thóc. Đức Anh không được. Tính bất ngờ trong pha phản công vừa rồi đã trôi qua, nhưng vẫn đang là các thủ áo xanh. Cơ hội, đó là cơ hội dành cho Văn Hoàng. Và trọng tài đã thổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên. Dứt điểm rất đẹp mắt. Tỷ số bất ngờ được quân bình là 2-2 dành cho Thóc từ ngay những giây đầu tiên của hiệp 2. Đó là cú bắt vô lề chính xác của Đức Anh để quân bình tỷ số 2-2. Cú đỡ bóng hụt của Xuân Trung đã tạo điều kiện cho Đức Anh tung ra cú bắt vô lề. Và Đức Anh đã tận dụng rất tốt cơ hội để quân bình tỷ số 2-2. Anh Toàn, Trường Béo. Dứt điểm không vào, cú đá của Minh Tây. Quý vào thay cho Đức Dương. Cự ly của quả đá phạt là hơi xa, đứng trước bóng đang là Hải Đăng. Hải Đăng, cú đá phạt rất đẹp của Hải Đăng. Tỷ số được nâng lên là 3-2 dành cho Thóc. Đó là một tuyệt phẩm đá phạt của Hải Đăng. Thủ môn dự bị của Bin vào sân và đã phải nhận hai bàn thua. Cùng xem lại tuyệt phẩm đá phạt này của Hải Đăng. Đá phạt như Ronaldo thời đỉnh cao. Đó là một siêu phẩm thực sự của Hải Đăng. Một quả đá phạt có thể nói là không thể đẹp hơn của Hải Đăng đã làm rung mảnh lưới của Bin lần thứ 3. Bị dẫn 2 bàn, Thóc bây giờ đã lùi ngược dòng và đang dẫn trước 3-2. Trường Béo, bây giờ thì Bin sẽ lại rất trông đợi vào Trường Béo. Như Quý, Trường Béo chân trái. Tỷ số đã được quân bình là 3-3. Cú đá chân trái không căng nhưng bóng đi sệt. Và Trường Béo đã hoàn tất cú hat-trick. Đúng là khi Bin cần thì Trường Béo luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Bin đang khá bế tắc trong hiệp 2 và Trường Béo một lần nữa lại tỏa sáng. Cú đá chân trái bóng đi sệt và tương đối khó cản phá của Trường Béo. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng quân bình tỷ số 3-3 bằng cú đá chân trái ở tầm thấp của Trường Béo. Đó là cú đá đã giúp cho Trường Béo hoàn tất cú hat-trick. Trường Béo, trọng biên rất hợp lý, không được. Long Hoàng, khá nguy hiểm, Minh Tây, không vào, bóng đá rồi cột dọc. Và đập nhà trung lộ rất hay của Bin. Đáng tiếc là Minh Tây không thể là người hoàn tất và đập nhà an ý vừa rồi. Nhưng mà anh đá không gặp may, cú dứt điểm cuối cùng đã đưa bóng đi rồi cột dọc. Trường Béo, Hoàng ơi, dứt điểm. Lần này cú đá của Trường Béo đã không thắng được Ngọc Tuân. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi để khép lại hiệp đấu thứ hai. Hai hiệp thi đấu đã khép lại với tỷ số hòa 3-3 và nó buộc hai đội sẽ phải bước vào loạt penalty. Bình Tây không vào, hoan hô Ngọc Tuân. Đó là một quả cản penalty xuất sắc của Ngọc Tuân. Anh quá có phần nào đó bị choáng sau quả cản penalty vừa rồi. Đá penalty mà Ngọc Tuân đã dùng mặt để cản phá. Bởi vậy mà Ngọc Tuân mới bị choáng. Đức Anh và Tiến David. Đức Anh chính xác. Tỷ số penalty bây giờ là 1-0 nghiêng về Thóc. Cú đặt lòng rất gọn của Đức Anh, không có một chút sai sót nào. Trường Béo,
đó là cú đá thẳng mặt của Ngọc Tuần và suýt chút nữa thủ môn của Thóc đã đỡ được. Ngọc Tuần đã đỡ được cú đá penalty vừa rồi, tuy nhiên thì bóng vẫn đi vào lưới của Thóc. Quả đá penalty thứ hai của Thóc đã được thực hiện không thành công, đó là quả đá penalty của chính thủ môn Ngọc Tuần. Xuân Trung hoan hô Ngọc Tuần lại xuất sắc thêm một lần nữa. Quả cản penalty thứ hai vừa rồi ở trong loạt penalty của Ngọc Tuần, lần này là một cú đổ người chính xác. Văn Hoàng cũng không vào. Số penalty vẫn là một đều. Long Hoàng sẽ là người thực hiện quả thứ tư dành cho Bin. Long Hoàng, đó là cú nhảy chân sáo nhưng đá ra ngoài của Long Hoàng. Hãy cùng xem lại cú nhảy chân sáo của Long Hoàng. Thành Phong cũng không vào. Vẫn là những quả đá penalty vào giữa. Đá quả thứ 5 dành cho Bin. Nhật Hoàng. Quả đá penalty lần này của Nhật Hoàng đã thành công. Một chút nữa thôi thì Ngọc Tuần đã đỡ được quả đá penalty vừa rồi. Cầu thủ sẽ đá quả thứ 5 dành cho Thóc. Đó là Xuân Tiến. Chính xác. Vẫn là một quả đá penalty vào giữa. Như Quý không vào. Quả đá penalty bắn chim của Như Quý. Hải Đăng sẽ có cơ hội để đưa Thóc giành chiến thắng ở trận đấu này nếu thành công. Hải Đăng cũng bắn chim. Một loạt penalty đầy khó tin, nhưng mà Hà Nội đã hỏng quá nhiều trong loạt penalty lần này. Một loạt penalty có thể nói là rất khó nói. Bây giờ là Tiến David. Quá căng và chính xác. Tiến Lĩnh sẽ là người đá quả tiếp theo dành cho Thóc. Cú đá penalty bắn chìm và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Giải ba của giải bóng đá hạng nhì Serie B Cúp TH Media đã thuộc về Bin. Sau một loạt penalty đầy giải trí của cả đôi bên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trận này và chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi trận đấu chung kết để tìm ra nhà vô địch.